Vì Phật hiện mỉm cười, chẳng phải không có lý do. Thế tôn bảo Khánh Hỷ, thiên nữ này vào đời vị lai sẽ thành như lai ứng tránh đẳng giác, kiếp tên tinh tú, Phật hiệu Kim Hoa. Khánh Hỷ nên biết đây là lần thọ thân cuối cùng của thiên nữ sau khi xà bỏ thân này, liền thọ thân nam, tận đời tương lai không làm thân nữ trở lại từ đây qua đời sanh về thế giới bất động như lai ở phương đông nơi cõi phật đó thiên nữ siêng năng tù phạm hạnh có tên là kim hoa từ thế giới bất động qua đời rồi sanh phương khác nơi thế giới có phật từ cõi phật này đến cõi phật khác thường không sang lìa chư phật thế tôn như vua truyền luân từ cung điện này đến cung điện khác thường là vui chơi cho đến qua đời chân chưa hề đụng đất bồ tát kim Hoa cũng như vậy từ cõi phật này đến cõi phật khác cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sanh ra nơi nào thường không rời phật Tôn giả Ananda thầm nghĩ, lúc đó Bồ Tát Kim Hoa được làm Phật, chắc cũng thuyết giảng bát nhã ba la mật đa sâu xa, chúng đại Bồ Tát trong hội đó số bao nhiêu, có như chúng Bồ Tát trong hội Phật hôm nay không? Phật biết tâm niệm của Tôn giả Ananda nên bảo: Thánh nghỉ, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nghĩ, Bồ Tát Kim Hoa lúc được làm Phật cũng vì hội chúng thuyết giảng bát nhã ba la mật đa sâu xa này. Chúng đại Bồ Tát trong hội đó số lượng cũng như chúng Bồ Tát trong hội Phật ngày nay. thánh nghỉ nên biết, Bồ Tát Kim Hoa lúc được làm Phật, số hút đệ tử thanh văn đạt niết bàn rất nhiều không thể tính kể nghĩa là không thể đếm hết hoặc trăm hoặc ngàn hoặc trăm ước vân vân chỉ nói tổng số là vô lượng vô biên Khánh Hỷ nên biết Bồ Tát Kim Hoa lúc được làm Phật. Nơi cõi Phật đó không có thú dữ, quỷ ác, cũng không có nạn oán tặc, thiếu nước, đói kém, tật dịch, vân vân. Khánh Hỷ nên biết lúc Bồ Tát Kim Hoa chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, hữu tình nơi cõi Phật đó không có những sợ hãi và không có các thứ tai ương tội lỗi. Khánh Hỷ lại bạch Phật, Bạch Thế Tôn, thiên nữ này trước đây bắt đầu phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà trong các căn lành phát nguyện hồi hướng với Đức Phật nào? Phật dạy, này Khánh Nhì, thiên nữ này trước đây, ở nơi Đức Phật nhiên đăng thời quá khứ, bắt đầu phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà trong các căn lành, phát nguyện hồi hướng. Lúc ấy, thiên nữ cũng đem hoa vàng tung lên Đức Phật, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Cảnh nghĩ nên biết ta ở chỗ Phật nhiên đang quá khứ, đem nằm cảnh hoa dâng dài lên Đức Phật đó và phát nguyện hồi hướng. Khi ấy ta điện chứng tắc vô sành pháp nhẫn, Đức Như Lai nhiên đang ứng tránh đẳng giác biết ta can tánh thành thục nên thọ ký, ông ở đời sau sẽ được làm phật hiệu năng tịch cõi nước tên kham nhẫn kiếp tên hiền bấy giờ thiên nữ nghe phật thọ ký cho ta được giác ngộ lớn nàng vui mừng phấn chấn liền đem hoa vàng dâng giả lên đức phật phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà Trong các căn lành phát nguyện hồi hướng đời sau khi bồ tát này được làm phật cũng như đức phật hiện tại khiến cho con được thọ ký đại bồ đà thế nên hôm nay ta thọ ký cho thiên nữ này Khánh hỷ nghe Đức Phật dạy, hoan hỷ phấn chấn bạch Phật. Bạch Thế Tôn thiên nữ này từ lâu đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đà trong các căn lành và phát nguyện hồi hướng này được thành thục, cho nên Đức Như Lai thọ ký cho thiên nữ. Phật dạy, này Khánh Hỷ, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, thiền nữ ấy nhờ các lành được thành thục nên ta thọ ký Đại Bồ Đà.